Hai cả nhà nhé, hôm nay sẽ lên video cho cả nhà quay về dòng Winner V4 cho cả nhà luôn ha. Rất nhiều anh chị em xin hỏi luyến là hiện tại thì đối với những mẫu Winner V4 có sơn được không và có những màu nào thì cả nhà cùng xem hết video của luyến ha. Kèm theo đó là dòng ET 155 phiên bản 2024 có thắng ABS cho cả nhà luôn ha. Mua xe liên hệ đặt lịch trước cho luyến để nhận ngay 2 triệu đồng qua xe đi lại, kèm thêm một combo có tặng trị giá 3 triệu đồng. Còn số điện thoại hoặc là Zalo của luyến là 0346 552 628. Số điện thoại và Zalo Luyến có ghi ở dưới màn hình nha, cả nhà mình bấm vào màn hình kết bạn cho Luyến để nhận ngày ưu đãi nhé. Rồi về dòng V Winner thì hôm nay có lên cho cả nhà đủ màu sắc luôn. Về màu sơn 3D thì có em màu xanh này, em này là màu xanh ngọc bích ha, mâm vàng đồng nha cả nhà này. Rồi cái tiếp là em màu xanh ngọc bích luôn, nhưng mà em mà là phiên bản mâm màu đen cho cả nhà ha, rất là đẹp luôn. Rồi phiên bản màu đỏ nhám này, đỏ bóng này, rồi màu đẹp son này, rồi phiên bản màu bạc. Đó là một vài màu phiên bản của bên Luyến có sơn cũng như là màu zin cho cả nhà mình cùng lựa chọn ha. Với màu sơn thì có hỗ trợ là sơn độ theo của khách hàng luôn, với mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 36.900 đến 40.900 từ phiên bản đối với dòng Winner V4 nha. Còn đây ba thì chỉ có mức giá là 37.900 thôi. Như em xem này, đây mẫu V3 ABS này, màu đỏ nhám này, còn duy nhất là một màu này thôi ha, rất là hiếm hàng luôn, có 37.900 thôi, trả trước 4 triệu là sở hữu xe nhé. Có liên hệ qua số Zalo thì có hỗ trợ thêm 2 triệu đồng qua xe đi lại nha, rất là nhiều màu luôn. Đây thì có màu đỏ bóng và màu bạc nhám là phiên bản dòng V4. Thì V4 đối với phiên bản CBS thì nó ngoài màu đỏ bóng này ra, nó có màu đen bóng và màu trắng bóng rồi nha, là ba màu zin của dòng Winner. Thì với mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 36.900 nha, trả trước 4 triệu là sở hữu xe, liên hệ đặt lịch trước cho Luyến nhận ngay 2 triệu là còn có 34.900 rồi ha. Còn đối với phiên bản ABS thì nó ngoài màu bạc này ra, nó có cả phiên bản màu đen nhám này, màu đỏ nhám, màu đỏ HRC. Đó là bốn màu zin của cái dòng Winner ha. Với mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 39.900, liên hệ trước giảm 2 triệu còn 37.900 thôi ha. Ngoài ra giá trước có 4 triệu là lên xe rồi nhé. Cái này nó có dòng ET 155 2024 này, có phiên bản màu xanh này, rồi sơn 3D thì có màu xám xi măng, rồi màu đỏ bóng. Đây là đại diện một vài màu qua nhà cả nhà thôi, còn về mẫu xe thì rất là nhiều luôn. Về phiên bản 24 thì đang hỗ trợ khách hàng thì chỉ có 45 triệu 46.900 một em xe ha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 6 triệu là lên xe, có liên hệ cũng được giảm 2 triệu nữa nha. Và cuối cùng là em xe ET 150 phiên bản Special Edition sơn 3D lên cho cả nhà ha, màu xám tím đen rất là đẹp luôn. Cái màu này thấy dạo này cũng hot trở lại nha cả nhà. Cứ sơn lên là rất nhiều anh chị em hỏi và đến bán rất là nhiều luôn. Mẫu này này rất là hot luôn ha. Thì hiện tại hỗ trợ khách hàng với mức giá chỉ có 42.900 đến 44.900 đối với một em xe ET 150 nha. Trả trước cho lý cũng chỉ cần là 4 triệu là sở hữu xe. Chi tiết cũng như là về ưu đãi cả nhà cứ kết bạn nhắn tin qua Zalo dưới màn hình để đi hỗ trợ ưu đãi cho cả nhà nhé.